Xin chào quý anh chị em, chúc anh chị em có một ngày mới đầu tuần thật là vui vẻ và tuyệt vời. Đấy, ngày hôm nay thì mình có đi giao cún, giao ở Gia Nghĩa Đắk Nông, giao 5 bé Samoy, 2 bé Corgi và 1 bé Shiba. Khi mà giao cún thì mình có kèm tặng đó là máy sấy này và bộ thuốc men, còn một bao cám hạt nữa. Đấy, anh chị em cùng theo chân mình đi giao cún nhé. Xin chào tất cả mọi người. Sau khoảng thời gian 5 tiếng thì mình đã đến được tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để giao giống cho bạn Hạnh đó. Đây này, những bé Samoy này, có 5 bé Samoy và 2 bé Corgi. Này, chúng ta cùng xem cái bạn ấy làm vườn tặng như thế nào nha. Xin giới thiệu mọi người, đây là chủ trại này, bạn Hạnh đó. Sinh năm 99 thôi nhưng mà đã quyết tâm làm trại đầu tư để phát triển cái mô hình trang trại, mô hình nhân giống này. Có một câu nói rất hay như thế này là đừng bao giờ sợ thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần thôi. Thì hôm nay bạn Hạnh đã quyết định, có một quyết định rất là đúng trong cái đường ngược của mình. Những anh em nào mà đang có nhu cầu về cái ngành này thì cứ liên hệ cho mình nhé.